Công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng lao động Tâm Đức chi nhánh Hà Nội. Thông báo tuyển dụng chính thức. Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam tỉnh Hà Nam. Yêu cầu: nam, nữ, từ 18 đến 40 tuổi, có bằng hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp cấp 2, hồ sơ xin việc không cần giấy khám sức khỏe, cao từ 1m45 trở lên. Vị trí: công nhân sản xuất dây dẫn ô tô, xe máy. Môi trường làm việc sạch sẽ, có điều hòa. Số lượng: 500 công nhân. Địa chỉ làm việc: nhà máy 1, khu công nghiệp Đồng Văn 2, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam. Thời gian làm việc: hành chính và 3 ca, ca 1 6 giờ 14 giờ, ca 2 14 giờ 22 giờ, ca 3 22 giờ 6 giờ sáng. Quyền lợi: thu nhập từ 7 triệu đến 11 triệu đồng, thưởng 2 triệu một cặp vợ chồng cộng 6 triệu tiền mặt, áp dụng đối với công nhân vào làm từ ngày 21 tháng 6 năm 2022 đến 20 tháng 9 năm 2022 và làm đủ 6 tháng. Lương cơ bản: 4.207.000 đồng 23 công. Trợ cấp: 750.000 đến 1.600.000 một tháng. Chế độ khác: tăng lương hàng năm, thưởng 2 lần một năm, mỗi lần một tháng lương, thưởng nghỉ mát 1 triệu một năm, sinh nhật 50.000 một người, thưởng các ngày lễ: ngày 1 tháng 6, ngày hàng 3, ngày 20 tháng 10, ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, thưởng Trung thu, Tết Dương lịch. Trợ cấp khi có người thân mất: 400.000 3 ngày nghỉ nguyên lương. Trợ cấp người lao động kết hôn: 300.000 3 ngày nghỉ nguyên lương. Trợ cấp ốm đau: 100.000. Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Sắp xếp xe đưa đón lao động tại Thanh Liêm, Phủ Lý, Hà Nam. Địa điểm phỏng vấn: nhà máy 1, khu công nghiệp Đồng Văn 2, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam. Liên hệ trực tiếp để được tư vấn miễn phí số 0352 673 913, gặp anh Châu. Chúng tôi cam kết không thu phí của người lao động.